Hai xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần dự báo thời tiết cho tỉnh Lâm Đồng tối nay và ngày mai, thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, thời tiết trong toàn tỉnh mây thay đổi, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa nhiều nơi, rải rác có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng rìa phía Bắc của rãnh thấp có trục ở khoảng 4 đến 7 độ vĩ Bắc, hoạt động yếu. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Hình thái thời tiết này sẽ biểu hiện rõ rệt nhất ở khu vực phía Bắc tỉnh, gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này, độ ẩm không khí trung bình sẽ được duy trì từ 80 đến 85%, nhiệt độ dao động từ 15 đến 24 độ C. Thấp nhất từ 15 đến 17 độ C, cao nhất từ 22 đến 24 độ C. Đáng chú ý, thành phố Đà Lạt vẫn luôn là một trong những thành phố đứng đầu cả nước về chỉ số cực đại bức xạ tia cực tím với mức 10, mức nguy cơ gây hại rất cao. Do đó, người dân cần hạn chế ở ngoài trời trong thời điểm ban trưa. Hạn chế ra ngoài lúc nắng nóng, cần phải che chắn khi ra ngoài, bôi kem chống nắng, đeo kính râm và đội mũ là điều bắt buộc. Tiếp theo chúng ta cùng đến với khu vực giữa tỉnh bao gồm huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ở khu vực này, độ ẩm không khí trung bình từ 78 đến 82%, nhiệt độ không khí trung bình từ 18 đến 28 độ C, thấp nhất từ 18 đến 20 độ, cao nhất từ 26 đến 28 độ. Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Khu vực phía nam tỉnh gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm sẽ có hình thái thời tiết tương tự với khu vực giữa tỉnh với độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%, nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ C, thấp nhất từ 18 đến 20 độ C, cao nhất từ 27 đến 29 độ C. Hình thái thời tiết tương tự khu vực phía nam, khu vực phía tây nam tỉnh gồm huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên sẽ có độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%, nhiệt độ dao động từ 22 đến 33 độ C. Thưa quý vị, dâu tây là loại thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho con người như giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính, cải thiện tình trạng chống oxy hóa máu, giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu, cải thiện tình trạng lipid máu cao. Chính vì những đặc tính ưu việt như vậy mà trái dâu tây luôn được người tiêu dùng ưa chuộng. Nắm bắt cơ hội đó, một nhà nông ở xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt là chị Trần Thị Mỹ Thành đã dành hàng tỷ đồng để đầu tư trồng dâu tây hữu cơ. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bà con và các bạn trong chương trình 365 ngày chuyển động sẽ phát sóng ngay sau đây. Và tiếp theo đây sẽ là phần dự báo thời tiết tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng như bản nhiệt độ tại các tỉnh thành trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.